Bạn đã biết cách nhờ vả ai đó thật là khiêm tốn hay chưa? Để mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Đó là tuần trước khi mà mình đi dịch cho một cái bác Nhật ở một cái dự án ở bên Gia Lâm ấy, thì là bên phía anh tài xế, anh ấy có đề nghị mình nói với lại cái bác là nếu như mà làm muộn như thế này mỗi ngày thì chắc là anh ấy sẽ phải tính thêm phí. Vì là ngày hôm trước là ký hợp đồng với lại cái bác người Nhật cũ ấy, thì là chỉ có làm đến 5 giờ thôi, mà dạo này toàn làm đến tận 6 giờ, đến hơn 6 giờ mới về. Thì là nào là tắc đường, nào là thế nọ, nào là thế kia, nên là sẽ phải tính thêm phí nếu như mà hàng ngày cứ phải đi về muộn như thế. Hoặc là bác ấy phải về đúng giờ là lúc 5 giờ giống như là cái hợp đồng lúc đầu. Thì cái lúc mà anh ấy nói bằng tiếng Việt ấy thì nó sẽ rất là dài dòng văn tự, đúng không? Có là anh ấy kể lể rồi anh ấy nói một câu rất là dài. Thì là bây giờ anh bảo là thôi em cứ nói với bác ấy như thế đi. Thì cái lúc mà mình chuyển ngữ, cái lúc đấy ấy, thì là mình chỉ nghĩ ra một cái cụm từ duy nhất cái lúc đấy, đó là khi mà mình muốn nhờ vả một cách lịch sự, hay là mong muốn người ta làm cái gì đó cho mình, thì là mình có nói câu là goji ni kaete itadakeruto ureshii desu. Ấy thì là mình chỉ có nói như vậy thôi. Thì là bác ấy có trả lời là ừ, thế thì ngày mai tao sẽ về từ lúc 5 giờ. Mặc dù là cái thái độ của bác ấy nó cũng không được vui vẻ lắm khi mà bị nhắc nhở là làm thêm, mặc dù là bác ấy cũng đang cố gắng cho công việc ấy. Đến ngày hôm sau thì bác ấy cũng có nói mỉa mai là mặc dù tao đang rất là bận nhưng mà gần như là người Việt đang không hiểu về cái đấy cho tao. Ấy thì bác ấy nói kiểu vừa nói vừa cười cái cách như vậy. Thì khi mà mình về nhà thì là mình mới nghĩ lại cái câu nói đó xem là liệu mình nói như thế đã là chuẩn nhất chưa, hoặc là đã phù hợp nhất chưa. Thì đúng lúc đấy mình cũng xem lại cái khóa học hội thoại giao tiếp liên quan tới kính ngữ mà một bạn đang học ở bên mình. Thì cô người Nhật có đưa ra cho bạn ấy một cái cách nói rất là lịch sự để mong muốn người khác làm cái gì đó cho mình một cách rất là khiêm tốn ấy. Đó là mình sẽ dùng cái dạng đó là Shite itadakereba arigatai desu. Khi mà mình nhìn thấy cái cách hành văn này thì mình mới nhớ lại cái buổi ngày hôm trước, và mình có lên trên mạng và mình search xem là Shite itadakeruto ureshii desu và Shite itadakereba arigatai desu nó khác nhau ở cái gì. Thì là mình cũng có nhận được một cái câu trả lời, đó là cái Shite itadakereba arigatai desu thì nó mang cái ý nghĩa lịch sự hơn rất là nhiều, còn Shite itadakeruto ureshii desu thì nó cũng mang tính chất là nhờ vả một cách lịch sự, nhưng mà nó sẽ không bằng với cái cách còn lại. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn luyện cái cách nói này, để nếu như mà bạn nào gặp trường hợp giống như mình như hôm trước, gọi là muốn nhờ vả ai đó một cách gọi là đầy khiêm tốn nên rất là năn nỉ cầu xin và mong muốn ai đó làm cái gì đó cho mình ấy, thì mình sẽ nói cái cách nói là Shite itadakereba arigatai desu, và mình sẽ cùng với cô Mai luyện cái phần giao tiếp hội thoại này nhé. Và nếu như mà bạn nào đang mong muốn cải thiện tiếng Nhật giao tiếp cũng như là luyện accento với người bản xứ này, rồi cùng nhau nói và trao đổi những cái suy nghĩ và cái ý kiến của mình thông qua cái việc luyện hội thoại, thì hãy inbox cho mình nhé. Còn bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nha. 大変申し訳ないんですが、何々していただけるとありがたいんですがを使って言ってみましょう。ちょっとなんとかなんですが、ですがが続いてちょっと気持ち悪いんですけれども。でも、ここの、うんに線があるのは、文章で書く際は、大変申し訳ないのですがって書くんですけれども、話し言葉の時は、申し訳ないんですがっていうふうに、うんっていう、そこだけ、ちょっとね、自動で、これ間違ってるんじゃないですかっていうワードさんが言ってるんですけど、まあ、交互ということで、ご理解ください。はい、はい、ではちょっと長いんですけれども、大変申し訳ないんですが何々のところですね、英語の翻訳をつける。大変申し訳ないんですが英語の翻訳をつけていただけるとありがたいんですが、はい、大変申し訳ないんですが英語の翻訳をつけていただけるとありがたいんですが、大変申し訳ないんですが英語の翻訳をつけていただけるとありがたいんですが。2つ目、もう一度初めから説明する。大変申し訳ないんですがもう一度初めから説明していただけるとありがたいんですか。はい、
もう一度初めから説明していただけるですね。大変申し訳ないんですが、はい、もう一度初めから説明していただけるとありがたいんですが。大変申し訳ないんですが、もう一度初めから説明していただけるとありがたいんですが。3番、1時間くらいここで待つ。この大変申し訳ないんですが、1時間ほどこちらで待っていただけるとありがたいんですが。はい、パーフェクトです。素晴らしいです。さすがですね。大変申し訳ないんですが、1時間ほどこちらで待っていただけるとありがたいんですが。大変申し訳ないんですが、1時間ほどこちらで待っていただけるとありがたいんですが。4番、商品のサンプルを準備する。大変申し訳ないんですが、商品のサンプルを準備していただけるとありがたいんですが。はい、大変申し訳ないんですが、商品のサンプルを準備していただけるとありがたいんですが。大変申し訳ないんですが、商品のサンプルを準備していただけるとありがたいんですか。最後です。スライドができるパソコンを用意する。大変申し訳ないんですが、スライドができると、スライドができるパソコンを用意していただけるとありがたいんですか。はい、スライドができるパソコンをですね、大変申し訳ないんですが、スライドができるパソコンを用意していただけるとありがたいんですが。大変申し訳ないんですが、スライドができるパソコンを用意していただけるとありがたいんですか。はい、もう一度、用意のところ。用意、用意。用意。大変申し訳ないんですが、スライドができるパソコンを用意していただけるとありがたいんですが。大変申し訳ないんですが、スライドができるパソコンを用意していただけるとありがたいんですか。今、読んでくださった読み方だと、用意していただけるとって感じです。用意、上から降りてきます。用意していただけると。用意していただけると。用意していただけると。用意。用意。はい。用意していただけると。用意していただけると。はい。